Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký làm thẻ AC online. Cái clip này dành cho những người chúng ta không có giỏi lắm về máy tính. Thì rất đơn giản, thì trước tiên chúng ta muốn đăng ký chúng ta phải vào cái link trang chủ. Tất cả mọi thứ thì mình sẽ để ở cái phần mô tả của cái clip này. Click vào cái link trang chủ. Chúng ta chọn cột thứ hai, Foreign Student and Overseas Chinese Student. Chúng ta kéo xuống phía dưới, không tâm gì hết, chọn I want to apply. Đó chúng ta sẽ create an account đối với những người chúng ta chưa tạo tài khoản. Còn như mình tạo rồi á thì mình sẽ đăng nhập thôi. Và nhớ là mình tạo rồi thì nó sẽ trả mail về và mình sẽ confirm cái mail đó thì mình mới tới bước này được. Chúng ta login. Thì làm này rất đơn giản, chúng ta sẽ để ý hai cột là application và online payment. Thì bây giờ mình làm rồi cho nên mình click vào những lúc nó bị out ra. Thì khi mà chúng ta làm á rất đơn giản, chúng ta click vào đây, chúng ta hoàn thành cái này. Thì cái này chỉ là thông tin bình thường thôi. Rồi xong xong cái first time này thì đến cái extension. Cái extension này chúng ta sẽ bước này ta phải upload tất cả các tài liệu liên quan như là hai mặt IC này, cái passport này, cái student card này. Và lưu ý là chúng ta phải có thêm một cái tài liệu nữa là cái giấy gọi là chứng nhận chúng ta đang học ở trường. Thì như mình là mình phải lên mình xin đó cái giấy chúng ta đang học ở trường đó, là thêm một cái file PDF ra. Thì đối với những bạn mà chúng ta có hết rồi, chúng ta scan hết rồi đó, và lưu ý là nếu mà các bạn nào dùng Android chúng ta scan bằng cái nốt này, và dùng iPhone á chúng ta scan bằng cái nốt này. Còn những người mà đối với bạn nào chúng ta dùng Android Samsung á, chúng ta sẽ dùng Google Drive để chúng ta scan tài liệu. Thì khi mà scan xong rồi mình lên mình upload ở cái bước intention application này á, thì nhiều lúc là cái file chúng ta nó báo là không được vượt quá 512 GB. Lúc đó chúng ta sẽ phải lên Google, chúng ta phải giải nén nó đi, chúng ta search là giải nén file PDF, ta click vào. Thì những cái file mà nó quá đó, mình nhìn đó thấy nó quá thì mình cho vào đây rồi mình nén nó đi. Nén xong chúng ta lại up lên lại cái này, intention application này. Xong khi chúng ta up lên rồi đó thì người ta sẽ trả cái mail này về cho mình. Đó là xong cái bước này ở cái cột application. Xong hai cái bước này rồi đó thì mình sẽ chạy qua cái bước là online payment. Chúng ta sẽ click vào đây, permit payment, thì chúng ta sẽ chọn cái hình thức trả tiền. Thì đa số chúng ta sẽ chọn hình thức đơn giản nhất là chúng ta ra 7 71 hoặc là Family Mart chúng ta trả tiền. Chúng ta chọn xong rồi thì nó sẽ hiện ra một cái tờ giấy như thế này, chúng ta đào về để chúng ta đi ra chúng ta trả. Nó có những cái mã như thế này đó, chúng ta trả rồi chúng ta trả 1 2 3 ngày gì đó xong rồi đó. Thì chúng ta sẽ chọn cái hình thức cuối cùng là chúng ta tới đâu lấy, hoặc là chúng ta muốn người ta gửi về nhà, hoặc đa số thì mình chọn cái là GACT Service Center. Tùy theo mà chúng ta ở đâu chúng ta sẽ lên cái cục xuất nhập cảnh đó chúng ta lấy. Nó rất là đơn giản.